FBF là mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo bão được Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đưa vào chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, các hoạt động ứng phó sớm trước khi thiên tai thảm họa xảy ra được dự báo theo cấp độ. Dự báo bão xa trên 5 ngày với mức độ chính xác vừa phải. Dự báo bão gần từ 3 đến 5 ngày, mức độ chính xác cao. Dự báo bão khẩn cấp từ 1 đến 3 ngày với mức độ chính xác rất cao. Các ngưỡng kích hoạt cảnh báo để hành động sớm khi bão đổ bộ vào đất liền, gió trên cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Thời gian bão đổ bộ vào miền Bắc đến Đà Nẵng là đến hết tháng 9, đối với các tỉnh phía Nam là đến tháng 11. Nhờ vậy, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ từ Trung ương đến địa phương sẽ chủ động chia sẻ thông tin, điều phối và quyết định thực hiện hành động sớm ứng phó trước bão như tham gia hỗ trợ sơ tán, chẳng chống nhà, thu hoạch lúa, nông sản, cung cấp nước sạch, lương thực cho các điểm sơ tán. Còn trong và ngay khi bão đi qua sẽ tiến hành đánh giá thiệt hại và nhu cầu, ra lời kêu gọi trong và ngoài nước, cứu trợ lương thực, cứu trợ nước sạch và vệ sinh, cứu trợ đồ dùng gia đình, cứu trợ tiền mặt, cấp phát bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa và hỗ trợ sinh kế cho người dân chịu thiệt hại do bão gây ra. Vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình, hãy đồng hành cùng dự án nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam do USAID tài trợ.